Thân chào tất cả các bạn. À, hôm nay tôi có một cái đề tài rất là vui để chia sẻ với các bạn. Nó vui là bởi vì mình về tìm lại một chiếc Lada sân đình. Ta về rừng nghe sinh thái nước non ngàn dặm. Dẫu xa xôi bao năm cách biệt, dừng lại trong ta hệ sinh thái cùng cái nền. Mình về nguyện làm một chiếc Lada sân đình. Ta về vì lòng yêu nước thiên tha chất tình. Mình về nguyện ở trong tim cho đi một đời. Đôi khi có lẽ chỉ cần làm một phần mười như thế thôi, nhưng mà làm đúng việc, đúng người và đúng lúc thì nó mới đem lại đúng cái kết quả mà mình muốn tạo ra cho chính mình, tạo ra cho xã hội. Đừng bao giờ đi tìm bí quyết mà hãy nghĩ rằng mình cứ thay đổi chính mình thì mình sẽ có giải pháp cho những vấn đề đó. Mình cư xử ra sao, người ta sẽ cư xử như thế với mình. Tất cả những người thất bại toàn những người mà khoanh tay ngồi. Mô hình thành công là gì? Trong khi tất cả những người thành công toàn là những người ta tiến tới làm tốt nhất có thể. Và không bao giờ người ta tự hỏi mô hình thành công là đi gì. Mà người ta thành công hết 100%. Và đều lại mỗi ngày một tí. Thôi. Thầy thề với các em là cái đó là cái bí quyết to nhất mà thầy cho các em đấy. Chính xác. Thưa các bạn, tôi đứng đây thì tôi nhìn xuống biển. Biển xanh xanh, biếc biếc. Trời biếc biếc, xanh xanh. Thật sự, có lẽ vừa đi từ Phú Yên về đến Nha Trang thì thấy rằng đất nước chúng ta đẹp quá. Đẹp quá các bạn ạ, không thể nào có thể nói được. Cái thông điệp của cái nền là cho đi, chính là nhận lại. Và thực sự ngay lúc này thì mình cảm thấy là thực tế là mình đã cho đi và chắc chắn là mình sẽ nhận lại được rất là nhiều. Và mình cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả các thành viên đã tạo sự liên kết gắn bó với nhau. Thực ra 48 giờ nó không quá nhiều, nhưng mình tin là bạn chỉ cần đến và chỉ cần trong nửa ngày đầu tiên, chỉ cần trong một buổi tối thứ sáu thôi, mình nghĩ rằng là bạn sẽ không hối tiếc với những cái quyết định của bạn khi bạn tham gia. Bao năm rời xa, tâm biến như mây, về lại quê hương, tìm bao yêu thương, non nước yên bình, khắp nơi chung lòng. Mình về nơi đây, cây nền cùng non sông, non nước yên bình, khắp nơi chung lòng. Mình về nơi đây, cây nền. Chúc các bạn thành công đấy. Xin thân chào tất cả các bạn.